Ok, hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Tức Ok Sài Gòn. Yeah. Ok, hello mọi người đã đến với channel của mình. Hey, thì ok, hey. Thì không xa lạ đâu mọi người. Thì Tức Ok cầm máy quay là mọi người biết hay mọi người. Hey. Giờ này là 10 giờ đúng nha mọi người, là Tức Ok làm xong là Tức Ok tắm rửa xong là đúng 10 giờ luôn nha mọi người. Hey. Đúng 10 giờ đấy. Mặc Tức Ok mặc cái quần Adidas dơ rồi Tức Ok sẽ bị mát mát nha mọi người. Hey. Adidas. Adidas nha mọi người. Mặc quần Adidas vô sẽ bị mát. Đấy, rồi xong sẽ đi hít đất. Đấy, bị mát mới hít đất được nha mọi người. Ok. Thì trước khi đi hít đất thì Tức Ok sẽ review nón của Tức Ok trước nha mọi người. Đây là nón kép của Tức Ok mua trên Shopee Food mua trên Lazada. Không phải mua trên Shopee mọi người, quên Shopee. Đấy. Nón kết của mình nè mọi người. Đó, mình cho hai chị gái mình mượn, nó mượn quay laptop á mọi người. À, nó quay top á mọi người. Đấy, nó sức kem quay top quá trời, nó sức sao nó dính lên cái nón mình quá trời luôn rồi mọi người. Mình cũng không biết nói gì luôn. Chứ mình cho mượn rồi mọi người. Cái này chỉ có mình đem đi giặt ra mọi người. Đấy, nhưng mà kem này nó thơm nha mọi người. Đấy, mình đem mình mang cái đó, mình đổi nón này vô rất là ngầu nha mọi người. Ok, để mình đợi mình để cam xuống rồi xong mình để cái nón cho mọi người coi. Mình đổi cái nón vô rất là ngầu nha mọi người. Ok mọi người. Tại khuôn mặt của mình khuôn mặt hình chữ điền nha mọi người. Đấy, rất là đẹp trai nên là mình đổi nón vô nhìn giống Casinan đi đánh gió đại mọi người. Casinan. Đây. Đây mọi người. Sao mình đẹp trai với ta, mình đội nón kiểu này rất là đẹp trai nha mọi người. Mình đội qua xa nhìn mới ok mà. Nhìn mình ước mơ của mình là mình muốn làm công an nha mọi người. Em muốn làm cảnh sát bắt cướp thật iPhone, em muốn làm phi công bay lượn trên bầu trời. Yeah. Ok nha mọi người. Đấy, bây giờ tôi ok sẽ tập thể dục thể thao nha mọi người. Đấy. Đúng là một ngày trôi qua rất là nhanh mọi người. Mình chưa gì tập được 10 ngày đó mọi người. Đấy, lần tập này là tập thứ 6 nha mọi người. Tập thứ 6 năm này thêm số 1 cái nha mọi người là tập thứ 6 nha mọi người. Thì có gì mình cầm cameraman nó hơi bị lắc thì mọi người thông cảm cho mình nha mọi người. Chứ mình cầm nãy giờ mỏi tay quá mọi người. Đấy, cầm cái tay bên đây nè mọi người. Đấy, mình cầm hoài mình đưa thẳng chứ mình không có đưa vậy mọi người. Mình không có cầm vậy mình đưa thẳng lên. Mỏi tay lắm mọi người. Đấy. Đổi tay rồi mọi người. Đây là cái thời mà phải cái thời đâu mọi người ấy, cách đây 5 năm 3-4 năm về trước á mọi người. Đấy, mọi người có coi được video này thì mọi người biết nha mọi người. Đây, chỉ có mấy anh chị trên laptop comment chạy anh phụ chị đẹp trai xâm mình luôn kìa. Đấy, đấy. Đây là chữ Tấn Kim Cương nha mọi người. Đấy, cái đó mình còn nhỏ xíu rồi mọi người. Mình chưa biết gì đâu mọi người. Lúc đó mình nhỏ xíu à, cách đây 3-4 năm. Lúc đó mình mới mười mấy tuổi rồi mọi người, 11, chưa tới 11 nữa mọi người. 11, chưa 11, cũng chưa 12 tuổi luôn, mới chưa vô 11 tuổi đâu mọi người. Thì lúc đó mình đi xăm nha mọi người, không phải đi xăm, phải là mình đi ra tiệm xăm ok mình xăm đâu mọi người. Hình xăm anh, hình xăm ấy may bằng kim áo. Hình xăm ấy hắt trên da người. Nờ một đời chăm sóc em, nờ ngày vui hai chữ phu thê. Cái này là mình đi làm mọi người. Lúc đó mình năm mình mười mấy tuổi, chưa tới 13 tuổi. Năm mình 12 tuổi, chưa vô 13 đâu mọi người. Năm mình năm 12 tuổi cũng bước ra đời mình ấy, đi làm mọi người ấy, rồi xong mình đi chơi á, không phải mình đi chơi là mình làm ở trong công ty đó đó mọi người. Xong mấy anh làm ở trong đó lên lên mạng đặt máy xăm về làm thợ xăm mọi người ơi. Xong thử xăm mọi người, thử xăm. Xong ai cũng có hình xăm đó mọi người, ở trong xưởng ai cũng có hình xăm hết đó. Ai ai cũng xăm, không có xăm gì đâu mọi người, xăm cái tên không à. Xăm cái tên mình ở đây nè mọi người. Đấy, lúc đó mình tính xăm cái đầu lâu ở đây nè mọi người, cái đầu lâu với lại xương bộ xương ở đây nè. Thế là mình không xăm đâu mọi người. Đấy. Thì lúc đó mình xăm cái tên mình thấy ai cũng xăm cái tên hết thì là mình bắt chước mình xăm theo mọi người ấy. Xăm cái tên là Tấn Kim Cương nha mọi người. À, thì bên đây là mấy anh chị cũng comment luôn. Đây.
Còn tay bên đây là bông hồng nha mọi người. Đây, bông hồng bên đây là mình tự lấy máy xăm mình xăm luôn nha mọi người. Đau lắm nha mọi người, mình xăm tí ra máu luôn á mọi người. Đây. Mà ba mẹ mình không cứ chửi mình mọi người. Nên là ba mình lắc đầu thôi mọi người. Đây nha mọi người. Đây. Ba mình chỉ lắc đầu à mọi người chứ ba mình không có chửi. Ba mình lắc đầu như nè mọi người. Đây. Nói chung là mình xăm, nói chung là xăm rất đẹp mọi người, nhưng mà mình không nói gì hồi đó thích xăm mà bây giờ mình không muốn xăm nữa mọi người, chỉ muốn đi xóa thôi mọi người. Đấy, này mình để như thế này rất là đẹp nha mọi người. Cái lại nãy giờ mình cứ chưa, mình chưa ra mồ hôi đâu mọi người, mình tập sử dụng thôi là mình sẽ ra mồ hôi. Ok, bây giờ tướng ok Sài Gòn, anh phục vụ đẹp trai 2K8 sẽ đi tập thể dục thể thao tập sao nha mọi người. Ok, bây giờ anh phục vụ đẹp trai sẽ để camera men xuống rồi xong anh phục vụ đẹp trai sẽ tập nha mọi người. Ok, let's go. Xong tướng ok sẽ tập nha mọi người. Mọi người cùng tập thể dục thể thao với tướng ok nha. Đấy, tướng ok tập, tướng ok sẽ nói chuyện, tướng ok sẽ làm hành động cho mấy anh chị trên laptop cùng coi nha. Ok, let's go. Sẽ tập động tác ở dưới mặt đất nha mọi người. Ok, giờ tôi kia sẽ để camera man xuống nha mọi người. Ok, let's go. Ok mọi người, bây giờ tôi kia sẽ để camera man ở đây nha mọi người. Tập nha, bây giờ xuống mặt đất nha mọi người. Thank you.
Xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người thấy video của Tướng OK hay thì mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở dưới. Tiếp tục theo dõi story mới của Tướng OK nha mọi người. OK, bye bye.